Mang bầu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của người phụ nữ. Với các ngôi sao, mọi nhất cử nhất động của các bà bầu showbiz luôn được người hâm mộ quan tâm. Tuy nhiên, ngoài việc gây bất ngờ bởi nhan sắc thăng hạng vùn vụt dù đang trong thời kỳ mang thai, một số mẹ bầu nổi tiếng showbiz cũng không ít lần khiến người hâm mộ thót tim vì độ liều lĩnh khi tạo dáng cũng như sử dụng trang phục dễ gây nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi. Cách đây không lâu, ca sĩ Đông Nhi đã khiến người hâm mộ thót tim khi mang giày cao gót, nhảy dance cực sung trong một sự kiện giao lưu dù đã bước vào tháng thứ 5 của thai kỳ. Nhi nhảy được thì các bạn đã sung hơn nhá. Đoạn clip màn biểu diễn của nữ ca sĩ Bad Boy đã gây ra luồng tranh luận. Nhiều khán giả cho rằng bà xã ông Cao Thắng nên hạn chế vận động mạnh quá nhiều, cũng như việc mang giày cao gót trong thời kỳ bầu bí là không hề tốt cho cả mẹ lẫn bé. Đông Nhi cho biết cô là người ưa vận động, nên dù mang bầu nhưng cô vẫn sẵn sàng nhảy biểu diễn bởi sức khỏe cả mẹ và bé vẫn rất tốt. Và mới đây nhất, nữ ca sĩ Katy Perry vừa xuất hiện trong MV mới Smile. Dù bụng mang giày chữa vương mặt, Katy Perry vẫn nhún nhảy nhiệt tình và hát hết mình. Trước đó, Katy Perry cũng có màn trình diễn bùng nổ trên sân khấu tại một sự kiện thể thao tại Australia khi đang mang thai ở tháng thứ 6. Bà xã Cường Đô La cũng là một bà bầu gây chú ý đăng tải bức ảnh diện bikini khoe bụng bầu những tháng cuối thai kỳ trên trang cá nhân. Điều đáng nói, chân dài lạng sơn lại tạo dáng ở vị trí mép một bể bơi vô cực, trông vô cùng chênh vênh. Mặc dù Đàm Thu Trang khẳng định vị trí cô đứng rất an toàn cho cả mẹ và bé, nhưng nhiều cư dân mạng vẫn lên tiếng nhắc nhở Đàm Thu Trang vì hành động mạo hiểm này, nhất là khi cô đang mang thai những tháng cuối. Đối với một người mẫu, đôi giày cao gót là vật bất ly thân. Có lẽ vì thế mà siêu mẫu Lan Khuê vẫn mạo hiểm mang đôi giày cao trên ven 12cm trong thời gian mang thai. Nhiều người lo sợ Lan Khuê có thể bị trượt chân vấp ngã, ảnh hưởng đến thai nhi. Rất may, chân dài đã có một thai kỳ an toàn và đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Cũng giống như Lan Khuê, người mẫu ca sĩ Diệp Lâm Anh cũng là tín đồ của những chiếc đầm ôm sát lộ bụng bầu vượt mặt và tự tin trên những đôi giày cao gót khi đi dự sự kiện. Dù vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ suốt hành trình bầu bí, nhưng việc Diệp Lâm Anh đi trên những đôi giày cao lên khen khi bụng đã vượt mặt từng khiến không ít người hâm mộ phải thót tim thay. Trong danh sách các bà bầu liều lĩnh, cũng không thể thiếu vắng những nhân vật nổi tiếng và cá tính khác như cô Kim siêu vòng 3, Kim Kardashian, nữ ca sĩ Beyoncé, minh tinh Angelina Jolie, diễn viên Drew Barrymore, cùng nhiều ngôi sao Hollywood khác. Có thể nói, đôi giày cao gót đúng là một trong những vũ khí lợi hại để giúp tôn lên vóc dáng cho người phụ nữ. Tuy nhiên, thiết nghĩ trong thời gian mang thai, việc vận động quá mạnh hay bắt cơ thể phải giữ thăng bằng trên những chiếc giày gót nhỏ nhỏ xíu với chiếc bụng vượt mặt là điều mà tất cả mọi người phụ nữ đều cần phải cân nhắc. Hơn hết, sự an toàn của em bé và mẹ vẫn là điều quan trọng nhất. Quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào?